Chào đón tất cả những khán giả đã đến với Let's Style, nhà của phong cách. Các bạn thân mến, vào mỗi một số phát sóng thì chúng tôi luôn mong muốn mang lại cho các bạn những thông tin về thời trang, về kiểu tóc, về những phương pháp làm đẹp hay những bộ môn luyện tập rèn luyện cho sức khỏe. Và ngày hôm nay thì sẽ là một chủ đề mới hơn nữa, và đừng tò mò, chúng ta sẽ cùng khám phá điều này ở phần sau của chương trình, vì ngay bây giờ sẽ là Let's Face, những gương mặt thời trang và phong cách sống. Chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Hoa. Ngoài là người sáng lập và điều hành thương hiệu thời trang Tizu, hiện tại mình còn đang là giám đốc sáng tạo của hai thương hiệu startup khác. Gia đình mình thì có làm may từ đời ông bà đến bố mẹ, và từ bé thì mình đã được tiếp xúc với thời trang, với quần áo và kim chỉ may vá. Từ lúc còn rất là nhỏ, mỗi khi mặc ra ngoài đường một cái bộ đồ mà mẹ mình mix cho mình nhưng mà mình không cảm thấy tự tin và không thích bộ đồ đó thì mình rất là nhút nhát, rụt rè và không dám thể hiện bản thân mình. Và sau những ngày tháng đi học từ lúc tiểu học thôi, mình đã nhận ra rằng nếu chúng ta không mặc một bộ quần áo phù hợp với chính bản thân mình thì mình không thể tự tin là chính mình. Và từ những lúc như thế thì mình đã nhận định rằng thời trang chính là bản thân mình, chính là cá tính của mỗi người. Phong cách thời trang của mình chính là con người mình. Chúng ta có thể chọn những bộ quần áo làm sao cho phù hợp với cá tính, với nơi mà chúng ta đến và với phong cách mà chúng ta muốn hướng tới. Ví dụ với một ngày đi dã ngoại, chúng ta có thể mặc một bộ đồ năng động và phù hợp với màu sắc của da của bạn, hay là cái dáng của bộ đồ để phù hợp với dáng người của bạn. Ngoài ra, nếu mà đến với một bữa tiệc sang trọng thì chúng ta cũng sẽ chọn một chiếc váy lịch sự, nhã nhặn và làm sao phù hợp với cả chính con người của mình. Mình nghĩ rằng phong cách thời trang của mỗi người được xây dựng một quá trình rất là dài, giống như chúng ta tìm lấy chính bản thân mình. Từ khi mà chúng ta còn là những cô bé cậu bé thì mình cũng chưa nhận định được là cái cá tính của mình nó ở đâu, nó như thế nào. Mình là bad boy, là good boy, hay là mình là một cô nàng năng động. Với mình, thời trang cũng chính như là tính cách. Bạn đi tìm tính cách cũng như là bạn đi tìm thời trang. Và sau đó thì có thể là chúng ta nhìn vào một con người nào đó từ lần đầu tiên, vào cái bộ đồ mà cô ấy mặc hay là vào cái bộ cánh mà anh ấy mặc, thì chúng ta có thể phần nào hình tượng được ra tính cách của cái người đó. Thực ra thì vài năm trước đây mình cũng đã từng suy nghĩ đến việc là bây giờ mình đang làm thời trang, đang định hướng cho các bạn trẻ. Nếu mỗi một ngày mình già đi, mình lấy chồng, mình có con và mình không còn phù hợp với những phong cách đấy nữa thì mình phải làm thế nào bây giờ? Và điều đó cũng làm mình chăn trở rất nhiều. Và sau một quãng thời gian, đó là hơn một năm sau khi mình sinh em bé xong, thì lúc đó mình nhận ra rằng là không phải, thời trang nó chính là con người mình. Nếu tính cách của mình như thế nào, mình thể hiện và mình mặc đồ ra như vậy thì không có một cái gì là giả tạo, là cố gắng hướng theo hay là bắt chước. Và khi đó, khi mà mình nhận ra điều đó rồi thì mình cảm thấy rất là tự tin, không còn cảm thấy áp lực với việc là mình mặc cái gì hay là mình trong mắt của mọi người thì mình là người như thế nào nữa. Thank you.
Trước đây thì mình đã rất áp lực vì việc là nếu bây giờ mình là người làm thời trang và rất là nhiều khách hàng cũng như là những người xung quanh nhìn vào, thì biết đâu một ngày nào đó mình mặc xuề xòa hay là mình đi làm mà mặc một bộ đồ đơn giản thì mọi người sẽ đánh giá là mình sẽ thế này và thế kia và không thời trang. Nhưng mà sau đó mình nhận ra rằng là cái việc thời trang hay không thì nó lại liên quan đến cái phong thái của người đó. Giống như mọi người hay nói đùa rằng là quan trọng nhất là thần thái. Và mình nghĩ rằng là quan trọng nhất của chúng ta trên cái con đường chúng ta định hình được cái phong cách thời trang của riêng mình chính là chúng ta tìm ra được chính mình, trò chuyện với cả sâu bên trong tâm hồn bạn để biết rằng mình là ai, mình muốn gì. Và khi bạn biết được rằng bạn là ai, bạn muốn gì rồi thì bạn sẽ tự có câu trả lời rằng bạn muốn mặc cái gì. Chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với Let's Style, nhà của phong cách. Các bạn thân mến, gần đến ngày cận kề thì các cô dâu của chúng ta sẽ phải lo lắng về rất nhiều vấn đề và hoa cưới là một trong những điều làm cho cô dâu của chúng ta đau đầu. Làm sao để có thể lựa chọn được một bó hoa thật sự phù hợp với mình nhưng vẫn phải bắt kịp được xu hướng nữa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện nhiều hơn về chủ đề này với những vị khách mời của chúng tôi. Tôi xin giới thiệu nghệ nhân cắm hoa Hoàng Khánh. Hoàng Khánh xin chào Huyền Kinh, chào anh Hiếu Anh, chào các khán giả của V6 và biên tập viên thời trang Tuấn Hiếu Anh. Theo hai anh thì hoa và thời trang có liên quan gì tới nhau? Hoa và thời trang tôi nghĩ là hai thứ đều liên quan đến nhau. Đều có một tác dụng, đấy là làm đẹp cho cuộc đời này. Và mình nhìn vào mình cũng luôn luôn cảm thấy sự đẹp ở trong đó. Đẹp của thời trang và đẹp của hoa. Hoàng Khánh nghĩ là hoa và thời trang là một cái vòng tròn mà liên đới với nhau. Bởi vì là hoa chịu ảnh hưởng rất là nhiều từ thời trang, từ cách phối màu, từ bố cục và từ rất là nhiều những cái gọi là kiến thức cơ bản ở thời trang. Trong ký ức của anh Hiếu Anh thì hoa cưới ngày xưa sẽ như thế nào? Tôi đang làm những chương trình thì nó mang màu sắc ký ức thời gian, thì tôi luôn luôn nhớ những một bó hoa cưới từ thời sửa xưa, đấy là những bó hoa dơn, hoa la kèn được bọc trong giấy băng kính và gói rất là dài, phải bê hai tay mới được, là rất là nặng. Đấy là hoa của thời băng gian bao cấp. Tiếp đến là đến thời gian những năm 90 thì bó dài to và bắt đầu có những cái ri băng loằng ngoằng ra và cầm nó phải rơi tuốt dưới đất như này. Và cũng chỉ có hoa hồng và lá măng. Và bây giờ trong ký ức của tôi, hoa là những thứ gì rất là đẹp và giữ lời thời trang. Nó có rất là nhiều phong cách trong đó, bạn muốn phong cách như thế nào thì hoa cầm tay cưới thì đều có mang được phong cách bạn mong muốn. Hiện nay hoa cưới thì sẽ có những phong cách như thế nào anh Hoàng Khánh? Hoa cưới phong cách, theo như Hoàng Khánh thấy thì có những cái phong cách mà có rất là nhiều cô dâu thích trong cái thời gian hiện nay. Đó là phong cách rustic, phong cách vintage, phong cách mà nó hơi classic một chút. Thì chủ đạo thì mỗi cái phong cách này đều là cái sự pha trộn giữa cái những cái giá trị truyền thống của Á Đông và những cái nguyên liệu, những cái phong cách của châu Âu, của phương Tây. Mọi người bây giờ thì hay ưa chuộng những cái màu hoa cưới như thế nào? Tôi nghĩ thì màu căn bản của đám cưới thì mọi người sẽ nhắc nhiều đến màu trắng. Bởi vì màu trắng nó đại diện cho một cái sự tinh khiết, cho một cái gì đấy rõ ràng là thuộc về đám cưới. Còn có thể là vì thời trang thì nó còn phụ thuộc vào đám cưới bạn có thêm màu như thế nào nữa. Rất là nhiều người chọn màu đám cưới, ví dụ như là tím, xanh chẳng hạn, thì hoa cưới cũng sẽ có màu tím và màu xanh. Nó tùy thuộc vào bạn mong muốn như thế nào. Theo như Hoàng Khánh thấy thì cái màu sắc của một bó hoa cưới nó thể hiện cái sở thích của cô dâu rất là nhiều. Sở thích về màu sắc, sở thích về phong cách, và nó cũng thể hiện cái tính cách của cô dâu. Có rất là nhiều cô dâu thích những cái bó hoa cưới mà nó phải thật là cầu kỳ, thật là hoành tráng. Còn những cô dâu lại thích những bó hoa cưới nó rất là nhỏ nhắn, tinh tế, xinh xắn. Thậm chí là một cái bó hoa cưới mà nó cảm giác như là cô dâu đi qua một cái khu vườn và nhặt những cái bông hoa nhẹ bó vào, nó rất là tự nhiên. Thì cái bó hoa cưới thì thực ra thì màu sắc bây giờ nó rất là đa dạng. Thậm chí là có những cái màu rất là ấn tượng như là màu đỏ, đen, màu xanh coban, hoặc là những cái màu mà có sự
mix với cái phong cách hội họa như là painting lên trên những cái bông hoa để tạo ra những cái màu như là màu rainbow, cái màu mà có ánh đồng, ánh nhũ. Thì mỗi một cái bó hoa cưới nó, theo như Hoàng Khánh thấy thì nó thể hiện toàn bộ cái tính cách cũng như sở thích của cô dâu trong cái ngày cưới. Có những cái niêm luật hay là gọi là luật bất thành văn nào khi chúng ta kết hợp phối hoa cưới không ạ? Hoàng Khánh nghĩ là một bó hoa cưới thì thông thường cô dâu thì thường thích nó sẽ gọn gàng, tại vì là trong ngày cưới thì cô dâu quan trọng nhất là cái bộ đầm soiree nó rất là cầu kỳ, đính kết gen rồi pha lê rồi các cái loại như Swarovski, thì cô dâu thì thường sẽ thích là những cái bó hoa cưới mà nó dễ dàng trong cái việc mà di chuyển, tại vì là một cô dâu ngày cưới thì làm khá là nhiều việc, như là từ lúc đón dâu này, cái lễ gia tiên này, sau đó làm cái lễ ở trên khán phòng cưới, thì cái bó hoa cưới thì theo như Hoàng Khánh nghĩ là nó không có bất cứ một cái niêm luật nào, nhưng mà cái chính cái giá trị sử dụng thì Hoàng Khánh nghĩ rằng là cô dâu sẽ chọn những cái bó hoa mà nó linh hoạt và nhẹ nhàng. Tôi còn một ý nữa thì đằng nào cái bó hoa cưới đấy không thuộc về cô dâu, vì cuối chương trình cũng sẽ tung mà. Tôi thấy rất là nhiều người bạn tôi ở nước ngoài thì họ rất là quan tâm đến bó hoa cưới. Họ không những là chơi về màu sắc của hoa đâu mà họ còn quan tâm đến cái hoa đấy xuất xứ ở đâu cơ. Có những người rất là cầu kỳ phải chọn đúng cái loài hoa mà họ yêu thích, mặc dù không có ở, chẳng hạn ở Việt Nam không có, họ phải đặt ở nước ngoài về để mang đế bó một cách rất là cầu kỳ, bởi vì rất là nhiều người cho rằng là cưới chỉ có một lần. Thế tại sao không làm cái ngày cưới đấy trở thành cái ngày mà mình được thỏa mãn nhé? Bây giờ mọi người đang ưa chuộng nhất là cái loại hoa nào ạ? Tôi nghĩ là hiện giờ bạn tôi thì rất là nhiều người thích hoa hồng, và nhất là loại hồng Ecuador rất là to nữa. Đúng, đúng như là Hiếu Anh có chia sẻ thì đa phần cô dâu đều thích những cái loại hồng mà xuất xứ từ Anh Quốc, những cái loại hồng mà như là hồng Ecuador, những cái loại hồng mà đặc biệt là những cái loại hồng mà có cái kích thước nó rất là big size, thứ hai là có mùi thơm, thứ ba nữa là cô dâu bây giờ cũng quan tâm đến cái vấn đề sức khỏe, cho nên cái hoa hồng mà nó có xuất xứ từ những cái nguồn gốc mà nó an toàn như là vệ sinh thực phẩm ấy ạ. Vì việc là hoa thì các bạn cũng biết rằng là sẽ phải bảo quản lạnh này, bảo quản thuốc, thì khi mà cái ngày cưới thì cô dâu sẽ có một vài cái động tác rất là đáng yêu, như là cầm bó hoa lên sát mặt để ngửi, để chụp hình, hoặc là tung hoa cái đoạn cuối đám cưới, thì Hoàng Khánh nghĩ rằng là cái nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo cái chất lượng, cái nguyên liệu cho cái bó hoa rất là quan trọng với cô dâu. Và cái loại hoa hồng là cái loại hoa mà tượng trưng cho tình yêu, nó cũng có những cái thông điệp, những cái ý nghĩa rất là hay ho, như là những cái gai góc trên cái bông hoa thì nó thể hiện cho cả một cái quá trình mà vượt qua những cái khó khăn trong tình yêu để hai người chinh phục và đến với nhau. Và hoa hồng thì nó có một cái nên là những cái nụ hồng ấy nó cũng rất là xinh xắn, thì mà mix vào một cái bó hoa thì phải nghĩa là cái hoa hồng vẫn là cái sự lựa chọn hàng đầu cho cô dâu. Ngoài ra thì một số các cái loại hoa phụ, bây giờ hoa phụ mà mọi người, các cô dâu cũng rất là hay trêu là hoa phụ bây giờ còn đắt hơn là hoa chính. Những cái loại hoa phụ nhỏ nhắn xinh xắn như là baby nhục hầu này, thanh liễu này, một vài những cái bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, thì vào cái bó hoa rất là đẹp. Đặc biệt là một số cô dâu, ví dụ là có cô dâu đi du học của Pháp chẳng hạn, rất là thích hoa lavender chẳng hạn, thì thích nhập hoa lavender tươi từ Pháp về để bó hoa, hoa cầm tay. Hoặc là năm vừa rồi thì có cái mốt là hoa linh lan, thì đấy là những cái loại hoa mà đặc biệt. Thực ra bây giờ cái việc mà nhập khẩu cũng như là cái phương tiện vận chuyển nó cũng rất là dễ dàng để mà cô dâu có thể thỏa mãn được cái mong ước của mình trong một cái ngày cưới. Chúng ta đang nhắc tới rất là nhiều những loại hoa nhập, vậy thì có hơi lo sợ rằng là hoa nhập thì giá cũng nhập hay không ạ? Thì đúng rồi, tuy nhiên bạn sở hữu một loại hoa nhập khẩu thì nó sẽ đắt hơn rất là nhiều với những loại hoa bạn được trồng sẵn ở trong nước. Tuy nhiên chúng ta có thể nhìn thấy một điều rất là vui, đấy là hoa của Đà Lạt bây giờ trồng cũng không thua kém gì với tất cả các loại hoa nhập khẩu. Chỉ trừ những cái trường hợp những cái loại hoa đấy nó chỉ sống được ở nước bạn thôi, không sống được ở Việt Nam. Tôi rất là nhớ đám cưới của một người bạn tôi gần đây thì rất là cầu kỳ, và chọn thay bằng chọn lối mòn là vào những bông hồng thì đã chọn hoa ly. Bởi vì thực ra hoa ly là một loài hoa mọi người hay nói là hoa kiêu kỳ, thì chắc là người bạn tôi cũng là một người có tính cách thích sự kiêu kỳ, nên cô chọn những bông hoa ly và màu trắng, và khi mà bó lên thì rất là xinh. Hoàng Khánh thấy rằng là có những cái quan điểm mà nó hơi sai lệch một chút, nó hơi chưa đúng một chút, tự nhiên là hoa cẩm chướng là chướng ngại này, hoa ly là sự chia ly này. Nhưng mà Hoàng Khánh nghĩ là bất cứ một loại hoa nào nó có những cái thông điệp, những cái ý nghĩa riêng của nó. Rồi hoa ly thì nó phương Tây nó gọi là hoa huệ Tây, một số người thì gọi là hoa bách hợp. Nó rất là nhiều cánh, nó lại có cái màu sắc cũng rất là đa dạng, có mùi thơm rất là đa dạng và cái độ bền cũng rất là cao. Thì Hoàng Khánh nghĩ rằng là bất cứ một loại hoa nào mà cô dâu thích thì cô dâu đều có thể lựa chọn, và đừng bao giờ bị là bố mẹ chồng em không thích, bố mẹ vợ em không thích, hay là bác hàng xóm comment cái gì đó
trang trí của mình trong ngày cưới, đặc biệt là cái hoa cầm tay của mình. Khi mà bước lên thánh đường với lễ đường, dù là bạn mời ít khách hay nhiều khách thì bạn vẫn là ngôi sao, bạn vẫn là nữ hoàng trong cái buổi tiệc hôm đấy, thì không có lý do gì mà bạn cầm một cái bó hoa tay mà bạn bị ép buộc theo sở thích của người khác à? Hoặc thánh khuyên hay cô dâu nào như vậy. Tôi chỉ nhớ có một câu chuyện rất là buồn cười, đấy là rất nhiều bạn tôi ở nước ngoài thì họ chỉ tránh một màu duy nhất trong đám cưới, đó là màu vàng. Bởi vì mọi người cho rằng là màu vàng là màu của sự phản bội, nên rất hiếm khi nhìn thấy hoa cưới sẽ mang màu vàng. Đa phần mọi người sẽ chọn màu phớt phớt, trắng, xanh nhạt, hoặc là những cái màu nó hợp với cả cái theme đám cưới của bạn ngày hôm đó. Tôi rất là thích những cái gọi là công nghệ mới bây giờ để làm bông hoa nó trở nên hiện đại hơn. Ví dụ như là những cái kim tuyến, những cái vàng đồng, hoặc là sử dụng thêm những hạt chai để đính lên bó hoa để trong bó hoa nó được cầu kỳ hơn. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc tới hoa cưới thì đúng là anh Hoàng Khánh là một trong những người mà Huyền Quỳnh rất là hâm mộ, bởi vì là anh ấy có rất là nhiều những bó hoa không những đẹp mà còn phù hợp với cả xu hướng nữa. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem rằng quy trình để làm được một bó hoa cưới sẽ diễn ra như thế nào, quý vị nhé. Xin chào mọi người, hôm nay Hoàng Khánh rất là vui được chia sẻ một bó hoa cho cô dâu mùa cưới 2019-2020. Đây là một bó hoa mà Hoàng Khánh mix rất là nhiều tông màu để cô dâu có thể sử dụng linh hoạt trong ngày cưới, có thể sử dụng ở nhiều các thi màu khác nhau trong cái tiệc cưới của mình. Đây là cái bó hoa mà Hoàng Khánh sử dụng rất là nhiều tông màu pastel, như là màu kem nhẹ, màu hồng đào, màu hồng pastel, màu tím ngà, và một chút những cái lá có tông màu trắng xanh là thượng diệp và lá vẩy rồng. Sử dụng các cái bông hoa mình bó thành từng nhóm với nhau để tạo ra các cái mảng màu. Cảm hứng của mùa cưới 2019-2020 đó là cảm hứng hội họa, khi mà những cái bó hoa mà sử dụng rất là ít phụ kiện lá độn, chủ yếu là dùng các cái mặt hoa chính để tạo nên những cái mảng màu. Sự connect giữa những cái bông hoa như là màu vàng thì nó sẽ có ánh hồng để connect với những bông hoa Ohara màu hồng, màu vàng lại có cả ánh vàng để connect với những bông hoa màu kem nhẹ và màu hồng đào, màu tím với màu trắng, màu trắng với lại cả màu xanh để tạo nên một cái tổng thể bó hoa mà quý vị có thể thấy là rất là tự nhiên, nhưng mà khi mà cô dâu cầm lên thì lại mang lại một hiệu ứng rất là tuyệt vời. Bạn nghĩ là nếu mà cô dâu cầm trên một cái soiree màu trắng với một bó hoa như thế này thì rất là nổi bật đúng không ạ? Hoàng Khánh sẽ thường xuyên cập nhật những xu hướng về hoa bằng những phương tiện nào? Chúng ta đều biết bây giờ là thời đại 4.0, chị Google, anh YouTube và những cái show diễn thời trang của những sản diễn quốc tế, như tuần lễ thời trang New York, Milan, Paris, những hãng thời trang như Dior, Chanel. Thì Hoàng nghĩ rằng là những nhà thiết kế đấy là những người mà có bề dày kiến thức về thời trang rất là sâu rộng. Cái trang trí hoa cưới, hoa cho cầm tay cô dâu nói riêng và những sản phẩm liên quan đến hoa cưới nói chung, thì Hoàng nghĩ rằng là cái sản diễn thời trang quốc tế là một cái nguồn cảm hứng bất tận. Và đặc biệt là Hoàng Khánh luôn luôn được gặp những cô dâu mà luôn luôn phó thác cái ngày quan trọng của mình cho Hoàng Khánh. Cô dâu chỉ cần nói cái ý tưởng là em thích loại hoa này, em thích tông màu này và em tin tưởng để giao cho anh. Thì những cái khi mà có những cái khách, có những cái đơn hàng mà khách hoàn toàn giao cho mình để cái cảm xúc của họ truyền tải cho mình là cái nguồn cảm hứng bất tận. Hoàng Khánh nghĩ là cuộc sống của chúng ta từ cây cỏ hoa lá, đặc biệt là cảm xúc kể cả cái tình yêu của đôi bạn trẻ, khi mà đôi bạn trẻ đến ký kết hợp đồng là cái nguồn cảm hứng và cái nguồn cảm xúc lớn nhất cho Hoàng Khánh để mà sáng tạo ra những cái mẫu thiết kế. Hoàng Khánh cũng hay trêu các bạn học sinh của mình là ngành hoa nói chung và ngành hoa cưới nói riêng là một ngành mà đi học hỏi và học mót của tất cả các ngành nghề trong cuộc sống. Hoa cưới nói riêng và những cái sản phẩm hoa là những cái sản phẩm mà xuất phát từ tâm hồn. Vì tâm hồn chúng ta cảm nhận được tất cả mọi cái cuộc sống, thì đấy chính là cái nguồn cảm hứng lớn nhất cho những nhà thiết kế hoa. Một bó hoa mà đắt tiền nhất mà anh Hoàng Khánh từng làm thì sẽ bao gồm những loại hoa gì? Hoàng Khánh thì làm một bó hoa thì hơn 1.000 đô cho một cô dâu ở nước ngoài về.
thì bạn ý có đặt hàng là hoa hồng, toàn bộ hoa hồng ở bên Anh, thì phải nhờ một người bạn. Thì cũng rất là may mà là đúng cái dịp đấy thì bạn ý cũng vừa mới kết thúc cái khóa học ngắn hạn ở Anh, thì bạn ý mang về, thì người ta cứ nói là của một đồng công một nén. Thì bởi vì là Hoàng Khánh cũng rất là may mắn khi mà khách hàng đến thì họ rất là hiểu cái giá trị cái bó hoa của mình và cái sản phẩm hoa của mình. Thì khi mà mình thổi hồn cái cảm xúc của mình vào, cũng như là cái kỹ thuật trong nhiều năm làm nghề, thì giúp cho cô dâu có một cái bó hoa đúng như ý và thuận tiện sử dụng. Đặc biệt là cô dâu rất là thích cái bó hoa cưới có thể để khô hoặc là có thể để bền, khi mà bạn bè trong sau cái buổi tiệc bạn bè cái màn tung hoa rất là đáng yêu, thì bạn bè có thể chơi lâu đến là lưu lại cái khoảng khoảnh khắc cảm xúc, cái hạnh phúc khi mà hai người được về chung một nhà. Bó hoa nó sẽ không có đắt hay là có rẻ, không có là cao nhất hay là thấp nhất, hoặc như là một cái bó hoa mà truyền tải được đúng cái cảm xúc của khách hàng mong muốn và gửi gắm lại cái thông điệp của người thiết kế, thì cái bó hoa đấy là cái bó hoa giá trị nhất. Nếu mà để gửi một lời khuyên dành cho những người mà đang sắp đến cái ngày quan trọng nhất đời mình rồi và vẫn đang băn khoăn chưa biết làm thế nào để lựa chọn cho mình được một bó hoa thật sự phù hợp với mình, thì hai anh sẽ gửi lời chúc như thế nào đây ạ? Tôi thì nghĩ rằng như này, đầu tiên bạn đừng quan tâm đến là hoa nó có xu hướng mốt hay là không. Bạn phải hỏi rõ lòng bạn, bản thân bạn là bạn thích loài hoa nào nhất, và bạn thấy cái bông hoa đấy tại sao bạn cầm trong đám cưới lại đẹp nhất. Bởi vì đầu tiên là bạn phải yêu thích nhất, nó có kỷ niệm gì trong tình yêu của các bạn không, hay là đơn giản nó chỉ là một loài hoa bạn thích thôi, và nó phải thuận tiện để cho bạn có thể di chuyển thoải mái, không bị vướng víu trong ngày đám cưới của bạn. Và còn hơn thế nữa, nó cần phải nằm trong một cái tổng thể không gian cưới mà bạn mong muốn. Cô dâu hãy đừng ngại chia sẻ, hãy chia sẻ với chú rể, hãy chia sẻ với bố mẹ hai bên rằng con thích loại hoa nào, con thích tông màu nào. Đôi khi có những cái tông màu mà mọi người nghĩ ra lại không bao giờ never dùng trong một đám cưới. Bạn hãy cứ chia sẻ cái cảm xúc của mình, bởi vì ngay cái khi mà thời khắc trước khi bước vào chung một mái nhà để làm dâu con trong hai gia đình ở bốn họ, thì bạn hãy chia sẻ cái cảm xúc của mình, chia sẻ cái sở thích của mình, và hãy làm những điều gì mà mình thích nhất, mong muốn nhất, dù là một cái bông, một bó hoa cưới hay một cái hoa nhỏ để cài trên vest của phu quân của mình. Bạn hãy cứ chia sẻ để mọi người cùng hiểu là tại sao bạn thích, cũng như theo anh nói đó, không quan trọng đến xu hướng, không quan trọng đến màu sắc, không quan trọng đến giá cả đắt hay rẻ. Hãy cứ chia sẻ với mọi người để mọi người hiểu tại sao mình lại chọn cái hoa đấy, và hãy chia sẻ với những nhà thiết kế mà bạn đặt niềm tin để có thể có một bó hoa cưới đúng như mong đợi của mình trong ngày cưới. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời của chúng ta rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả những lời khuyên vừa xong thì cũng thay cho lời kết của Huyền Quỳnh rồi, và hy vọng ngày hôm nay thì chúng tôi đã mang lại cho các bạn rất là nhiều những gợi ý nữa để các bạn lựa chọn được cho mình một bó hoa cưới hay là được những bông hoa phù hợp nhất với cả mình. Và vào những phút cuối thì đứng dưới mắt vào màn hình, chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go, chúng ta có dịch chuyển. Đối với làn da thì cơn ác mộng lớn nhất chắc chắn là mụn rồi. Xuất hiện từ tuổi dậy thì, mụn có thể bám theo dai dẳng không chịu buông tha cho làn da nếu như không được chăm sóc và điều trị đúng cách. Ngày hôm nay, hãy cùng với Let's Go ghé thăm một địa chỉ có thể giải quyết triệt để cơn ác mộng làn da nhé. Tình trạng mụn của từng người là rất khác nhau về mức độ cũng như loại mụn. Việc đầu tiên khi điều trị mụn đó là xác định loại da, tình trạng mụn để có thể xây dựng được phương hướng và phác đồ điều trị mụn phù hợp. Tại đây, các khách hàng đều được tư vấn rất kỹ lưỡng về những vấn đề trên để có thể hiểu về làn da của mình. Từ đó, thoải mái hơn và không quá bị áp lực khi điều trị mụn. Loại mụn thường hay gặp nhất ở spa của bên mình ấy, thì thường là các bạn ấy, dùng những cái mỹ phẩm ấy mà không có nguồn gốc xuất xứ. Cho nên là khi mà đến tại spa ấy, thì nhiều bạn bị rất là nặng. Các bạn ấy sẽ có mụn ẩn này, mụn viêm này, và có những bạn thì sẽ có lẫn cả mụn ẩn lẫn mụn viêm. Có những bạn thì có những cái làn da nó bị nhiễm cọc corticoid thì da của các bạn thì rất là mỏng yếu. Bên cạnh mụn thì còn có những cái tình trạng da rất là mỏng yếu nữa. Khi điều trị mụn thì các bạn lưu ý là tuân thủ theo đúng cái phác đồ điều trị tại spa, và sau mỗi lần đến tái khám thì các bạn nhớ là đến đúng vào cái lịch hẹn. Việc điều trị đúng cách, chăm sóc đúng lộ trình đã giúp cho nhiều bạn lấy lại được làn da mịn màng, trắng hồng rạng ngời.
do đặc thù công việc nên là da mình trước có xuất hiện các cái vết mụn cũng như là đổ dầu nhiều, lỗ chân lông to. Thì mình đã tham khảo một số bạn bè giới thiệu mình, thì mình có biết được địa chỉ này và mình đến để trải nghiệm cũng như là chữa mụn. Thì hiện tại thì mình đã sử dụng qua một liệu trình trị mụn ở bên này, thì hiện tại thì da mình đã mụn đã giảm dần và như đây da mình có thể nói là bây giờ khá là vừa lòng và ok với làn da của mình hiện tại. Một làn da căng bóng, khỏe mạnh, sạch mụn không tự nhiên mà có. Nó đòi hỏi một quá trình chăm sóc lâu dài, thường xuyên và khoa học. Hãy luôn lựa chọn cho mình các phương pháp điều trị mụn phù hợp để giữ được làn da mịn màng nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!